Trước ảnh hưởng của cơn bão số 9, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn các hộ nuôi cá lồng bè thuộc địa phận thành phố Hội An khẩn trương chàng chống, neo cột, cố định các lồng bè để kịp thời chống bão, không để người dân ở lại trên lồng bè. Hiện nay, thành phố Hội An có khoảng 260 hộ với gần 2.800 ô bè tự phát nuôi cá trên sông Cổ Cọ. Tuân thủ chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, chính quyền các xã phường nơi có nuôi cá lồng bè đã gấp rút vận động người dân di dời các lồng bè, yêu cầu người dân không ở trên lồng bè trong mưa bão để đảm bảo an toàn. Trước tình hình cơn bão số 9 là một cơn bão có sức gió hết sức mạnh, do đó đối với địa phương phường Cửa Đại là một trong những phường ven biển, khả năng chịu ảnh hưởng của bão số 9 là rất lớn. Việc gia cố lại cái lồng bè thủy sản ở trên địa bàn phường rất cần thiết. Do đó thì địa phương cũng đã tổ chức cái đoàn đến từng cái hộ nuôi cá lồng bè để vận động họ trước hết là gia cố lại đảm bảo cái tài sản. Cái thứ hai là đảm bảo cái tính mạng. Và trong chiều nay thì chúng tôi trước 17 thì chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát đi từng cái hộ lồng bè để đưa các cái con người ở tại lồng bè và quyết tâm là không còn người ở trên lồng bè khi bão đổ bộ vào. Hộ ông Huỳnh Viết Hùng hiện đang có 30 ô lồng bè. Khi nghe tin bão, ông đã cùng các hộ nuôi cá lồng bè tại khu Phước Trạch, phường Cửa Đại chủ động tuân thủ yêu cầu phòng chống bão số 9, tự thực hiện neo cột cố định lồng bè từ 2 ngày trước và lần lượt di chuyển lên bờ để đảm bảo an toàn. Kể từ ngày 25 là dân chúng tôi là chuẩn bị tất cả hết dây chèn nhà, kể cả như lồng bè, kể cả như thu hoạch, nếu có được đủ sai thì chúng tôi thu. Tất cả mọi người chúng tôi đều lòng nào là tất cả là đó dọn dẹp hết, và kể cả nhiều cái nhà có dài đi được thì chúng tôi bỏ dài đây để dễ lòng bè trên không để cho khu biệt sức gió của cùng bộ số 9 đi. Để chủ động ứng phó với cơn bão số 9 này, nhiều hộ dân cũng đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống và tranh thủ thu hoạch bớt các lứa cá trước khi bão vào nhằm tránh thiệt hại. Anh em chúng tôi cũng cố gắng hết sức chèn neo chống những cái gì mà để giảm cái rủi ro thiệt hại nhất cho anh em hội lồng bè của chúng tôi, như là neo nạt rồi tất cả những có đồ này nọ chúng tôi để cố gắng để đổn bổ để qua cái cơn bão số 9 này. Vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 6 cùng các đợt mưa lũ kéo dài, nhiều hộ nuôi cá lồng bè tại các địa phương dọc theo sông Cổ Cọ đã bị thiệt hại nặng nề. Hàng tấn cá, các loại chết hàng loạt, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Trước đó, nhiều hệ lụy liên quan đến việc nuôi cá tự phát trong các hộ dân đã được chính quyền và các cơ quan chuyên môn thành phố cảnh báo, như nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng giao thông đường thủy, cảnh quan tự nhiên, tầm nhìn bị ảnh hưởng do các lồng bè lấn chiếm diện tích mặt nước. Đồng thời sẽ gặp nhiều rủi ro khi mùa mưa bão, lũ lụt dễ gây dịch bệnh. Hiện tại, chính quyền các địa phương và các hộ nuôi đang gấp rút khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó trước bão số 9.